Chào các bạn, mình là Đại Ca Anh đây. Và chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Thì để lâu rồi thì mình đã không quay video trên kênh này. Mình đã bỏ làm YouTube thì hơi lâu rồi. Nên do là bằng một số việc như là thi dự kỳ, thi cuối kỳ, nó rất là hạt là thi tin, nên nó rất là khó khăn. Nên giờ ấy mình đã không có bằng việc gì nữa, nên mình chỉ quay chính thức là quay lại video trên cái kênh này. Và trong lúc đó mình cũng đã tạo ra một cái kênh mới, đó chính là Kỳ Anh Gaming, chỉ dành cho những việc giống như giải trí thôi. Và còn kênh chính này ấy, thì mình sẽ quay lập trình lại về những cái thứ rồi mới lập trình giống như ngôn ngữ Strat, hoặc Python, JavaScript rồi nha. Rồi, thì video đến đây thì cũng kết thúc. Thì chào biệt các bạn nha. Thì trước khi kết thúc video này thì mình sẽ cho các bạn xem review lại tất cả các video từ thời xưa, video đầu tiên mình làm cho đến video ngày nay. Bây giờ mong các bạn thích cái đoạn này. Thì giờ bắt đầu nè. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on turn us to thousands, and we'll grow.